một giờ học, thầy giáo nói chúng ta cần cách học cách giao tiếp tự tin. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ tập nói trước lớp về bất cứ điều gì mình thích. Quang được mời lên nói đầu tiên, cậu lúng túng đỏ mặt. Quang cảm thấy nói với bạn bên cạnh thì dễ, nhưng nói trước cả lớp thì sao mà khó thế. Thầy bảo sáng nay ngủ dậy em đã làm gì, em cố nhớ xem. Quang ngập ngừng vừa nói vừa gãi đầu. Em, thầy giáo nhắc, rồi gì nữa? Quang lại gãi đầu. Em ngủ dậy. Và cậu nói tiếp, rồi thầy giáo mỉm cười kiên nhẫn nghe Quang nói, thầy bảo thế là được rồi đấy. Trang số 2 nha các bạn. Nhưng mà vẫn còn cái bài đó nha. Nhưng Quang chưa chịu về chỗ, bỗng cậu nói to, rồi sau đó Quang thở mạnh một hơi rồi nói tiếp. Mẹ bảo con đánh răng đi. Thế là em đánh răng. Thầy giáo vỗ tay, cả lớp vỗ tay theo. Cuối cùng Quang nói với giọng rất tự tin, sau đó bố đưa em đi học. Thầy giáo vỗ tay, các bạn vỗ tay theo, Quang cũng vỗ tay, cả lớp càng ngập tiếng vỗ tay. Tác giả phỏng theo Tốt Tô Trang, cô bé bên cửa sổ. Rồi nha các bạn, để đọc được cái này các bạn nha, là ra ngoài đường á, các bạn thấy cái bảng nào hoặc là cái chữ nào các bạn đọc hết nha. Vậy đây, cuốn sách tiếng Việt lớp 2 nè các bạn, là cuốn sách toán lớp 2 nha các bạn. Đó, hai cuốn này các bạn sẽ mua về đọc. Bạn nào mà là lớp 1 á thì mua cuốn sách lớp 2 đọc trước đi, nên lên lớp 2 mình biết đọc rồi cái mình giỏi lên nha các bạn. Mình giỏi lên mình sẽ được cô phân làm lớp trưởng lớp phó nha các bạn. Mình ăn thử cục này nha các bạn, cục kẹo bạc hà nha. Đó, đây các bạn, màu bạc hà nha. Hơi cay nha các bạn.
10. Còn hàng trên đây tương đương với 50. Đây là hàng trăm, mỗi hàng tương đương với 100. Còn trên đây là 500. Còn đây là hàng nghìn. Mỗi hàng trên đây tương đương với 1.000. Còn trên đây là 5.000 nha các bạn. Đây, còn mấy cái kia thì mình chuẩn chưa học tới. Kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Nhớ nhấn chuông nữa nha các bạn. Nhớ theo dõi mấy video khác nha. Lần sau thì video mình sẽ quay là hướng dẫn đọc và